Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về Từ đây khắp bá gia sẽ lỡ cười lỡ khóc Vì sao? Vì quan cầu trái đất chuyển xây Gớm ghê cho chúng phơi thay mua ngàn Đây là lời của Đức Thầy coi như là hả để lại rất là lâu rồi Mà coi như cái năm 2024 này là nó gắt gao, nó dữ dội nha các bạn Phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu phật cũng như là kể từ nay á, là chư phật sẽ dạo khắp trần gian nha các bạn mà các bạn nhìn các bạn không có thấy đâu tại vì lúc nào á, thì mình nghĩ là cũng như là à, chắc có lẽ phật hào quang đúng không mà không ngờ coi như á, phật giống như là sư giải bán khoai rồi phật cũng như là giả người nghèo khổ giả đi khất thực tùm lum hết trơn luôn là mình không có biết đâu các bạn để vừa dạy khuyên đạo đức đó các bạn rồi vừa lọc lừa để cứu độ cũng như những ai mà hiền lương đức hạnh nó nếu như hiện tại bây giờ mà mình không có chịu quay đầu về để làm những người hiền lương đức hạnh thì coi như là mình không có được gọi là cứu độ tại vì thời kỳ chót đó, nên các chư phật chư thánh sẽ dạo khắp thế gian luôn đó các bạn vậy làm sao để biết đó các bạn thấy khó không nhìn người nào á mà dạy đạo á mà không nhận tiền tài ha trong những vị đó là các bạn sẽ nhìn ra có những vị mà có hào quang luôn nha các bạn đầu đội trời chân không giày dép nha các bạn không điện thoại không nhà cửa không tiền tài gì hết luôn á. Trên người chỉ có bộ đồ những đi khất thực thôi. Chiếc áo cà sa nè hoặc là những người có thể là đi buôn bán nữa nha các bạn. Coi như kỳ này là mình lẫn lộn, là mình nhìn không có ra đâu đó là tiết Già chia sẻ tại vì cái thời kỳ nó đã cũng như cuối rồi đó các bạn. Cho nên hả khắp thế gian luôn, đi quá độ quá duyên cho những người nào mà hiền lương đức hạnh đó các bạn. Tức là đây á là những gì mà họ được nhận lệnh bề trên để giáo hóa chúng sanh đó các bạn. Còn vấn đề mà lỡ khóc lỡ cười, tức là không còn mơ mộng để trở thành tỷ phú nữa. Đó là tiết già chia sẻ luôn thời kỳ nó cũng như là nó chấm dứt rồi đó các bạn không có còn mơ mộng nữa những người mà đã tỷ phú trước đây á các bạn thấy không là người ta đã đại ân xá người ta được hưởng hết những cái phước của người ta trong nhiều đời nhiều kiếp rồi còn bây giờ mình không chịu tu để mình được coi như là đại ân xá đại ân xá này á là coi như thưởng phạt nha các bạn thưởng phạt á vừa thưởng mà vừa phạt phạt những ai không chịu tu thưởng những ai chịu tu hành làm người mà hạ đạo đức hiền lương rồi nếu như mình tu á, cái kiếp này á, các bạn biết hôn là mình được đại ân xá xóa cái tội cũ cho mình luôn nếu như á, các bạn không chịu mà tu cái thời này á, thì hả đợi thêm một chút xíu nữa qua thời thượng quân thì không còn coi như là đại ân xá nữa đó các bạn tất cả những cái cửa hàng sát sanh hại vật mua bán rượu thịt gì tự nhiên nó đóng cửa nó ế nó dẹp tiệm hết luôn cái sự chuyển đổi nó rất là lạ luôn lỡ cười lỡ khóc hết luôn và càng ngày sẽ thấy các vị nè tu hành mà đi khất thực coi như là rất là nhiều đây là dấu hiệu mà trở lại gọi là cái thời mà sơ khai đó các bạn Nói chung là cái sự mà gọi là gì Chuẩn bị để xây chuyển để qua cái thời Thượng Quân Thánh Đức đó các bạn cảnh lọc lừa này á là diễn ra liên tục hàng ngày luôn ngày nào cũng tiêu tiêu diệt diệt nếu chưa chịu tu nó tiết già coi như là học và chia sẻ cùng các bạn nha các bạn đây là giống như là không phải mà để các bạn lo sợ tại vì mình đến với con đường tu là coi như là mình được gì mình được giải thoát coi như là những cái tội tình những cái đau khổ những cái quan khiên mà trong những nhiều đời nhiều kiếp của mình đó các bạn đó trời giông gió nó cũng sái mùa sái tiết rồi nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi coi như là hả cũng như là bây giờ nè mất giông là giông mắt gió là gió đó cái thời tiết nó đổi không có còn mùa màng nào nữa hết khuyên dương gian bỏ các việc tồi nó các cái việc nào mà nó tồi tức là sát sanh hại vật hay là giống như là tàn nhẫn ác độc gì đó các bạn nó rồi đặng lo liệu cho tròn phận sự nó cái phận sự gì vậy tròn cái đạo nhân đó các bạn cái đạo nhân khó lắm á các bạn ơi tại vì bởi vì đa số á là coi như là à, chúng ta hay ghét cha ghét mẹ nè, rồi à, chúng ta đi làm chúng ta xài tiền riêng nè, không có dám nuôi cha nuôi mẹ nè, đúng không các bạn? nó cái đạo nhân này thấy như vậy mà nó nó rất là khó đó hiện nay có rất là nhiều người mà nuôi cha nuôi mẹ mà dằn mong sáng chén, chửi mắng hành hạ nữa các bạn nó hoặc là có tiền á các bạn biết không rồi hả tự mình xài phung phí không lo cho cha mẹ nó hiện tại bây giờ nếu mình bước vào đường tu là tự nhiên mình không có dám xài tiền à các bạn mình có tiền cái là mình để dành lo cho cha cho mẹ mình nó rất là lạ tại vì muốn tròn cái đạo nhân á thì mình phải bớt xài của thế nha các bạn Tại vì mình đâu phải là tỷ phú đâu Mà mình để có một cái số tiền Để mình cũng như là trả hiếu Trả nghĩa Còn cái này mình là người nghèo Cho nên mình xài quan phí là mình không có Cũng như là không có đủ tiền đó các bạn Để lo cho cha cho mẹ mình Rồi coi như là từ đây sắp tới nè Bớt xa qua vật chất nè Dành số tiền phụng dưỡng cha mẹ Đó là nói người có tiền Bây giờ tiết già chia sẻ nè Nếu như mình không có tiền đúng không giống như tiết già nè trước kia tiết già không có tiền mà tự nhiên tiết già muốn à, lo cho cha cho mẹ tức tiết già muốn lo cho mẹ mình tại vì mẹ mình năm nay chín mươi mấy tuổi rồi nó mình muốn có một cái số tiền để mình lo cho mẹ mình mà không biết làm sao đó các bạn thì á, các bạn phải trường trai đọc kinh cúng lại nè rồi hả để tăng phước báo thì sẽ một ngày bất ngờ mà gọi là gì nè tiền nó vô ào ào đó các bạn, tức là cũng như là cái số tiền mà nó vô để bất ngờ luôn mà cái số tiền này là cái số tiền mình để dành hiếu thảo nha các bạn. Chứ đừng có nghĩ nó vô tiền như vậy là các bạn lấy ăn xài là coi như là nó không có tròn cái đạo nhân đó các bạn. Rồi nó tăng cái phước báo là coi như mình có được cái phước báo tức là mình có được cái số tiền này đó để mình chọn cái đạo nhân này thì hả coi như là mình tiếp tục cái con đường tu học của mình nó chứ không phải là các bạn nghĩ rằng là bây giờ hiện tại giờ các bạn cầm số tiền lớn rồi các bạn không có nghĩ đến cũng như cái sự mà phụng dưỡng cha mẹ thì rất là lỗi đạo đó các bạn thế già chia sẻ với các bạn nè bây giờ mình dướng bận gia đình mình không có cũng như là điều kiện để xuất gia được thì mình tu tại gia nha các bạn mà tu tại gia đó là các bạn chỉ cần giữ năm giới cấm thôi không sát sanh nè trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu nó rồi trường chai, buông bỏ nó đơn giản vậy đó tu tại gia nó chỉ có năm giới cấm thôi các bạn rồi nếu tu theo hạnh đầu đà đó thì đi khắc thực ai cũng gì ăn nấy bởi vì mình cũng như là không có nấu đúng không các bạn? Thì ở tại gia đó là cái lý do đó là mình nấu thức ăn cho nên mình có cái sự mà gọi là tạo tác. Vì thế nên mình ở tại gia đó mình ăn chay nha các bạn. Mấy vị mà đi khắc thực á là tức là người ta ăn là cũng như mấy vị đó ăn là không nghe, không thấy nè không chính tay mình giết con vật đó mắt không nhìn thấy cái người mà giết hại con vật rồi tay không nghe thấy mà cái sự mà à, rên xiết thê lương mà hạ thảm thiết của con vật mà khi mà bị giết nữa đó các bạn cho nên những vị khắc thực á, là những vị này á là ăn được nha các bạn còn mình ở tại gia là mình trực tiếp coi như là hả mình nấu nướng cho mình tạo tác cho nên mình ăn chay thì nó đúng hơn đó các bạn mình phải tu á vì sắp tới á là coi như nó lỡ cười lỡ khóc đó các bạn lỡ cười lỡ khóc á tức là đám cưới là thành đám ma các bạn có thấy gì chưa rồi bà chủ tiệm á là trở thành sạc nghiệp trắng tay rồi vợ mất chồng con thiếu cha nè cái cảnh hỗn loạn trên trần gian diễn ra cũng như là những cái trận dịch covid đó các bạn mà kỳ này có thể hơn nha các bạn nếu như nhân loại tu ít quá đó còn nếu như hả cầu mong sao mà nhân loại trên thế gian này mà nếu như tu nhiều nhiều á thì tất cả những cái sự gì nó sẽ giảm thiểu nó sẽ kéo đi, đi cũng như là một cái sự nó nhẹ nhàng hơn đó là tiết giờ học và chia sẻ để hả kính chúc cùng các bạn để hả các bạn tu để các bạn hả có được cái sự mà an lạc an nhàn nơi cõi tạm thế gian video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.